Tuấn Anh Kinh Giang xin chào các bác ạ. Hôm nay kinh em lên sóng những cặp loa súp đô 50 và có một cặp loa súp đô 40 của JBL. Đây hoàn toàn là đến từ Mỹ và đến từ Anh Quốc ha. Đây là những cặp loa bass 50 đôi này. Anh em xem này rất là đẹp, cũng như là nó còn zin xịn và hoạt động ok bình thường hết quý vị ha. Còn đầy đủ cả e can luôn, cũng như là thùng nó còn tương đối là khá mới. Đây bass đô 50 này, một chiếc của nó là 2 bass ha và 8 lốt thông hơi. Em sẽ quay xe ra một lần nữa này, nó bass rất là đẹp anh em này. Đó, em đang có khoảng 4 cặp y như vậy, 4 cặp mà bát 50 đôi ha. Đây là dòng đến từ Anh Quốc. Em sẽ xong mặt sau của model của nó đây. Đó, đây là mặt sau của nó đây quý vị này. Model là TXD218, dòng loa của Tột Bô Sao đến từ Anh Quốc ha, UK này. Đó, dòng xịn của Anh Quốc quý vị ạ. Và nó có mức công suất là 1200W cho một loa, có nghĩa là trong một thùng đấy. Độ nhạy rất là cao, 135 dB cho một thùng. Và độ cân nặng là 57 kg cho một thùng luôn. Đây đều là thông số của một thùng hết quý vị ha. Đường vô bằng jack new chip này, jack canon đấy. Đây model là TXD218, 218 có nghĩa là 2 bát 18 in đấy. Đó, công suất là cực đại ha, 1200W là khủng lắm rồi. Độ nhạy cực kỳ cao luôn, 135 dB. Đó, độ nhạy rất là cao. Mặt sau của nó đây rất đẹp, anh em thấy không? Mặt sau của từng loa này. Đó, rất là đẹp ha. Rồi sau mặt trước này. Còn đầy đủ cả e can hết. Đó, và cái con này nó có cấu hình là bát 50 đôi và từ là 170 côn 85, nó từ khiêm tốn cũng như là côn cũng khiêm tốn. Nó không có từ 220 hoặc là côn 100 như là những loại bình thường khác, nhưng mà nó khác biệt ở chỗ là nó đánh rất là kinh khủng. Đó, tuy từ và côn nó chỉ có 85 thôi, nhưng mà đánh thậm chí là những cái dòng loa nào mà tào lao đấy, tầm khoảng côn 100 ấy ha, nó đánh không bằng cái con này đâu. Con này côn 85 mà đánh bát rất là tròn, rất là hay, đặc biệt là của những dòng súp Anh Quốc mà. Đó, tuy là cái côn nó không được to như côn 100, nhưng mà đánh rất là ấn tượng, đánh rất là chất lượng. Đó ha. Đó, côn 85 thôi đánh chất lượng cực kỳ luôn. Đó, và giá cũng rất là dễ chịu. Đây còn cả đầy đủ cái e căng và loa hoạt động bình thường. Em sẽ gói cho một cái loa cho anh em xem tiếng bass của nó này. Đó, em gói vô một tí ti đây ha. Anh em đeo tai phone có thể cảm nhận được cái tiếng bass của nó ra, rất là ấm và sâu này. Đó, hai loa đều hoạt động ok và hàng zin xịn 100%. Và em xin báo giá luôn là 14 triệu cho một cặp. Nó 14 triệu cho một cặp chứ không phải một cái đâu. Nó 14 triệu cho một cặp này. Anh em mua về đánh sự kiện nhạc sống cũng được, hoặc là gia đình mà xài một cái. Kéo kéo cũng được ha. Là 14 triệu một cặp, nhằm đi có 7 triệu một cái thôi. Xài được hai loa bass 50 rồi, nó 7 triệu được hai loa bass 50 rồi. Đó, nhạc sống anh em chơi khoảng 40 bài bình thường, 30 40 bài bình thường ha. Đánh cực kỳ kinh khủng anh em ạ, đánh tin súc nó xa lắm, đặc biệt là dòng của Anh Quốc mà. Cô nó có 85 thôi nhưng mà đánh chất lượng lắm, đánh rất là hay. Thậm chí là những cái dòng loa có 100 hàng bình thường khác đánh thô xa con này ha, đánh không lại đâu. Và bên đây là một cặp loa JBL, con này nó hơi xấu một chút, hơi xấu ở những cái cạnh thùng của nó này anh em này. Đó, cạnh thùng nó bị hở. Hôm nay em sẽ bán xả cái con này đi, để dành cho bác nào mua về dọn ha. Đây này, những cái cạnh thùng của nó bị hở rồi. Có cái logo chữ JBL ở đây. Còn bát là bát màu vàng. Đó, con bát này màu vàng. Đây là màu vàng tự nhiên của nó ha. Đó, chứ không phải nó em tô màu vô đâu. Này bát của nó này. Anh em thấy không? Gói cho thôi nó đã ra tiếng bát rồi. Cũng là hai lốt không hơi ở phía dưới. Bên đây cũng vậy này. Đó, hai con bát này đánh kinh khủng luôn. Đó, hầu như là những cái cặp súc này cặp nào cũng đánh hay như nhau cả quý vị. Rồi, em sẽ xem mặt sau đây. Đây mặt sau của loa súc JBL này, model là 4645B. Con này của California USA, nó dòng xịn của Mỹ quý vị ha. Cặp loa đây, ở dưới đây. Đó, sao đẹp này, là sao đều đẹp. Nó chỉ bị xấu những cái cạnh thôi, những cái cạnh em chỉ tay này. Đó, xấu những chỗ này ha. Để ở dưới nó cũng xấu một tí tí. Những cái chỗ xấu này về anh em giòn lại. Đây là những chỗ này về giòn lại ha. Đó. Đó, xấu mua chỗ một tí. Ở bên đây cũng vậy, xấu này. Nó về anh em giòn lại ha. Giòn lại hoặc là mình mang ra thờ mộc cho họ dọn. Còn cạnh ở bên đây đều đẹp. Đây nó xấu đây thế này. Đó. Nhưng cái cạnh nó xấu ha. Đó, còn là bát là zin, bát hoạt động ok và hàng zin xịn, không có bị cháy hay là không bị đứt hay là không bị cuốn lại thay thế bất cứ cái gì đâu. Hàng còn zin 100% luôn. Bát của nó đây. Em thấy không? Gói vô không mà bát nó ra ấm cả lỗ tai rồi. Đó, cái cặp loa súp bát JBL 50 này, bát đơn ha. Em bán là 16 triệu một cặp. Đây, 16 triệu một cặp. Anh em nào mà còn suy nghĩ hay hoặc là giá cả còn cao, có thể cầm 20 triệu qua bên Miên mà mua. Đó, 20 triệu ha.
qua bên mình mà mua chắc chưa chắc đã được đâu. Đây em bán cái cặp này em bán xả luôn rồi, 16 triệu một cặp ha. Bát đơn 50. Hàng này hàng di xịn 100% hết. Còn về bát đôi 50 của Anh Quốc này, 14 triệu một cặp. Đó, nó hơn nhau ở cái thương hiệu. Anh em nào thích JBL đó, có thể chọn JBL, thùng hơi xấu một chút. Còn anh em nào mà đẹp này, bát đôi 50 nữa, hàng cũng đẹp, tương đối đẹp, đó có thể chọn hàng của Anh Quốc ha. Hiệu nó là hiệu Turbo Sao đấy quý vị. Turbo Sao bát đôi 50, côn 85 ha. Thì côn nó tuy tương đối là nó không to bằng côn 100, nhưng mà đánh rất là chất lượng. Đó, đặc biệt là dòng của Anh Quốc mà, đánh xịn sò luôn. Còn cái căng đầy đủ. Đây, những chiếc này còn cái căng ha. Còn JBL là không có căng bởi cái kiểu nó như vậy. Ê căng của nó em để trong đây. Đó, đây là ê căng này, ê căng của loa Turbo Sound em để trong đây, em chưa có vệ sinh gì hết. Đó, bác nào mua em sẽ gắn vô sau cho các bác ha. Đây, công suất nó tới 1200W là khủng lắm rồi. Đây này. Đây, công suất của nó đây. Nó 1200W là khủng lắm rồi quý vị ạ. 4 ohm. Đó, 135 dB nữa, độ nhạy rất là cao. Đó, công suất này mình có thể để đứng hoặc là để nằm cũng được, bởi vì nó thiết kế để cho hai chiều. Đây là chiều đứng này, và nó có một cái lỗ, cái lỗ để cắm cái cây lên, hoặc là mình có thể để chiều nằm. Chiều nằm đây, chiều nằm đây là nó cũng có hai cái lỗ này. Đó, hai cái lỗ này để cho mình cắm cái loa full lên ha. Đó, để được hai kiểu, kiểu đứng và kiểu nằm. Đó, kiểu nào cũng được hết. Đây, quan trọng là cái chất âm, chất bass của nó đánh còn zin xịn là được rồi. Và hàng còn tương đối là khá mới, khá đẹp này. Đó, bắt đô 50 ha, là 14 triệu hàng của Anh Quốc. Còn bắt đơn 50 hàng của JBL của USA California ha, là 16 triệu này. Đấy, cái cặp này anh em mua về có thể dọn sơ là một chút là xài rồi, bởi vì cái bát còn nhìn mà chỉ dọn lại cái thùng thôi. Đấy, cái thùng như những cái chỗ xấu mà nó em chỉ đấy. Đó, giá là 16 triệu đồng cho một cặp bát 50 đơn của JBL. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.